Em đây Hugo Tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Nếu như trong thời điểm hiện tại mà khách hàng nào mà quan tâm về một mẫu xe Kia Morning nào bất kỳ, không những là yêu cầu về chất lượng xe, về giá thành hợp lý hay là về màu sắc để hợp với vong thủy, với mệnh của mình, thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương qua hotline 0354602790 hoặc đến trực tiếp bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Vì hiện tại bên em đang về rất là nhiều dòng xe Kia Morning nhập khẩu có, lắp ráp có, và rất là nhiều màu sắc cho mình lựa chọn, xanh, vàng, đỏ, bạc và trắng em đều đầy đủ luôn. Ví dụ như trước mắt khách hàng nhà mình đây là một chiếc xe Kia Morning đời 2016, số sàn đây ạ, mà giá cực yêu luôn, giá chỉ có 215 triệu. Bản này là bản lắp ráp cho em đây ạ. Nhìn form dáng này, nổi bật ở bên ngoài không chỉ là một cái lớp sơn màu xanh đẹp mà còn có cho em là một dàn la răng thể thao cực chất cho em. Hai bánh trước là phanh đĩa này, bánh sau là phanh tăng trống nhá. Đèn halogen cực kỳ sắc nét, cũng như có đèn phá sương mù này, đèn gầm đầy đủ cho em. Em sẽ đi quay chi tiết hơn về mẫu xe Kia Morning này, 215 triệu. Đấy, nổi bật trên cái nền xanh đó là những cái đường dập nổi trên thân xe nhá, cực kỳ sắc nét luôn. Dù xe có đã đời bao nhiêu thì em cũng đều cam kết với khách hàng nhà mình là gương kính này là liền đời theo xe cho em. Mở luôn vào bên trong khoang động cơ, máy móc cũng như là nội thất. Thì em sẽ quay cho khách hàng mình nội thất trước nhé. Bên trong em nó được trang bị một cái màn hình siêu to rồi, ghế da đấy ạ, còn cực kỳ chắc chắn và sạch đẹp cho em, không hề bị nhàu lát nhé. Trần là trần nỉ nguyên zin, nhưng mà bác chủ cũ cũng cẩn thận là bọc thêm một cái ni lông cho em nó này. Quay sang khu vực cánh cửa đây, em quay từng con ốc nhỏ nhất khách hàng nhà mình xem. Táp ly cửa cũng vậy luôn. Theo thời gian sử dụng thì năm nay là em nó được 4 năm, 5 năm, nhưng mà vẫn còn giữ được một cái phong độ rất là đẹp luôn. Keo chỉ zin này, táp ly cửa không hề bị mòn bóng này. Hay là từng con ốc cánh bàn lề bên cửa sau cũng vậy luôn, các bác nhìn này, không hề bị vặn xáy cho em nhé. Móc khóa cửa đây ạ, một cái màu xanh cực kỳ mát mắt, ghế da đẹp rồi, máy móc nội thất cực ngon. Mà cũng có thêm cái thảm rối này, chỉ là những cái tiểu tiết thôi, nhưng mà có cái thảm này vào nhìn xe nó vừa sang mà nó sạch hơn rất là nhiều. Em cũng bước luôn vào trong khoang nội thất để ngồi lên chiếc ghế này, cảm nhận này, cực kỳ êm, không hề bị nhàu lát nhá. Những thanh gió điều hướng điều hòa thì là còn hoạt động hoàn toàn bình thường, rất là mát luôn. Và em này là Kia Morning bản thiếu thì sẽ chưa có túi khí an toàn. Đây, táp lô, táp ly đẹp căng luôn ạ, chưa có túi khí an toàn nhá. Đời 2015, à đời 2016, em xin lỗi ạ, đời 2016 mà giá chỉ có 215 triệu thôi, cực kỳ êm luôn đúng không ạ. Màn hình đây, màn hình to đùng rồi, nhưng mà bên đây vô lăng thiết kế hai chấu này, mặt Kia ở giữa này, chưa có túi khí an toàn nhưng cũng có hai cái phím bấm chân vô lăng. Một chút sau bên ghế bác tài thì em sẽ quay chi tiết hơn nữa. Hai bánh sau là phanh tang trống rồi, đây nổi bật nó bên ngoài, cái bộ la răng nó xoáy nhìn rất là đẹp luôn. Từng con ốc cánh phụ em cũng quay cho mình này, táp ly này, bốn cánh cửa em cam kết táp ly đẹp căng luôn. Keo chỉ zin nhá các bác nhá, đời 2016 này, keo chỉ zin đẹp này. Hàng ghế thứ hai cũng cực kỳ rộng rãi này. Nói chung thiết kế của Kia Morning với cái dòng hatchback như thế này thì form dáng nó tựa tựa như nhau. Đứng ra xa hơn để khách hàng có thể cùng em nhìn rõ này, tất cả những đường dập lối này rất thẳng luôn, khớp lối thì rất được khít rồi. Đèn hậu phía sau đây, thiết kế là hai chữ V chéo này cho em, nên là rất là to bản sắc nét. Biển là 51 này, có đèn gầm này. Với form dáng hatchback thì khoang cốp cũng gọi vừa thôi, không giống như bản sedan, cũng để cho mình được hai cái vali cỡ nhỏ, cũng như là để được 2 3 4 5 cái gì đấy của ba lô của trẻ nhỏ nhà mình nhá, của con nhà mình. Em sẽ quay luôn góc bên này, cửa thì em chưa đóng khít nên nhìn nó thế kia. Đây, kể cả bên nào cũng vậy luôn, bộ la răng là đầu tư chất chơi luôn chưa ạ, la răng cực chất cho em luôn. Cánh cửa này mở ra cực kỳ nhẹ nhàng luôn, ghế da thì đẹp căng rồi. Đây, keo chỉ zin đấy ạ. Một chiếc xe Kia Morning nhập Hàn cho em đây ạ. Em sẽ ngồi cái ghế này xuống này, chân dài quá, ghế mà ngắn thấp thì không vào được. Đây ạ, khoang bên bác tài đây, em cũng quay khách hàng nhà mình nhá. Vừa rồi em cũng đã quay qua rồi. Nói chung là về một chiếc xe Kia Morning thì nó không có quá nhiều đồ chơi hay option giống như những dòng siêu xe,
hoặc những cái xe phân khúc mà hạng cao hơn mà em nó chỉ đáp ứng tiêu chí là gì? Thậm chí em còn nói nhanh là ngon, bổ, rẻ đúng không ạ? Cổng sạc 12V đầy đủ này. Giá để đồ cá nhân thì có hai cốc nước để đây vẫn ok cho em này. Cần số phanh tay này, áo da đây ạ, còn đẹp cho em nhé. Phanh tay đây ạ. Táp lô thì vừa rồi em cũng quay rồi. Gương kính đây, cục chỉnh auto tự động cho em hết. Kia Morning 2016 215 triệu thôi ạ. Giá này thì em sẽ bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình để các bác đi. Vì nhiều khách hàng bảo là đầu tiên có bảo là không cần rút hồ sơ cho anh đâu, anh về anh tự rút, nhưng đến lúc đi lại bây giờ giấy tờ đấy, các bác lại không có dịch vụ làm thì nó hơi vất vả. Thì cứ để em làm luôn cho, em bao luôn hồ sơ cho khách hàng nhà mình. Mua xe về phát là chạy luôn. Và bây giờ thì em sẽ ra mở ra khoang động cơ máy móc của chiếc xe Kia Morning. Nước sơn màu xanh cực mát mắt cho em đây ạ. Đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Kia Morning đời 2016. Đây các bác nhìn cho em nhé, tai đèn này, cụ giảm chấn giảm sóc này, cực kỳ sạch đẹp cho em luôn. Khô rét không hề bị gì dầu gì nước gì đây. Khô chưa, khô rét là đẹp luôn. Quay lên trên lắp capo khách hàng nhà mình xem này. Keo chỉ zin này. Bấm đinh tán đây ạ. Hay là những cái lốt cắt của nhà sản xuất cũng vậy luôn. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video chi tiết nhất về chiếc xe Kia Morning đời 2016 số sàn. Động cơ trang bị là 1.2 1.25 ạ. Giá chào bán 215 triệu. Những bác nào thật sự yêu thích về chiếc xe Kia Morning với nước sơn màu xanh này thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790 hoặc đến trực tiếp bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá Lên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào 11:30 các ngày trong tuần. Em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Neo Tổ Dự Dụng Hải Dương của em ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.